Chào mọi người, chương trình hôm nay của mình là sẽ đi in Vĩnh Hy, Đà Lạt. Mình chuẩn bị xe rồi nè. À, xe mình xuất phát. Vèo. Đây, mình đi từ đây ra Vĩnh Vĩnh Hy. Đó, xe mình chạy bon bon trên đường. À, xem cảnh hai bên đường phố, à, thôn quê ở Sài Gòn dạo này nóng quá mà. Thời tiết rất là oi nóng, 35 độ C. Đây, mọi người xin nhìn xem ha. Đây là đường đi xuống vịnh nè, các bạn dòm thấy núi đồ xung quanh nó rất là đẹp. Đường cung đường rất là đẹp nha mọi người. À, khi vào khách sạn mình check in lấy phòng xong đi bơi hồ bơi cho các bạn nhỏ tắm hồ bơi. Hồ bơi ở đây thì nó làm thiết kế là màu xanh, nước màu xanh ngọc, không có như những cái hồ bơi khác. Nói chung hồ bơi này mình nhìn cái màu xanh ngọc thì có vẻ là nó không được đẹp lắm. À, mình thì khói cái màu xanh nước biển hơn. À, màu xanh ngọc thì các bạn nhỏ thì nói xanh ở đây nó hơi khác. À, nhưng mà về cơ bản là cũng đẹp. À, khách sạn Vĩnh Hy này cũng đẹp nhất ở trong vịnh này rồi. Đây mỗi sáng là mình ra mình ăn sáng phơi rồi mình ngắm cái vịnh. Đây là nước lên nha mọi người. Nước lên là từ đây tàu thuyền có thể đi ra. À, ngoài biển. Đó, mình ngắm cái vịnh. Vịnh này khá đẹp, rất là im. À, sóng nó nhỏ nhỏ, nó nằm trong vịnh mà. À, nó được chia bọc hết rồi. Đây là chương trình mình thuê chiếc tàu 4 triệu đi câu cá, kèm với lại cái con sâu cứu hộ nữa. Con sâu cứu hộ là hỏi cô ai mà mệt hay là say sóng thì lên nó chở vô bờ, rồi ai mà muốn vô bờ tham quan thì chở vào tham quan. Mướn con đó 2 triệu nữa nha mọi người. Đó, đây mình đang câu cá nè. Tưởng đâu dính con cá bự lắm. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Review phòng Deluxe Mường Thanh Đà Lạt 4 sao nha mọi người. Giường này là giường giường to đấy, giường này chắc 2m2 gì đó, khá là to, bự. Cái bên cái chỗ để giày dép đây. Mà view này thì mình ra chợ nha, ra chợ view ra phía trước luôn, ra công viên bên trong này, có một cái tivi chính. Cái sắt gì đây đây, hai chai nước, à tủ đây là toilet thì có phòng tắm, có bồn rửa mặt này, à bồn tắm toilet rất là ok cho mọi người. À, review cho mọi người xem căn phòng toilet của Mường Thanh Đà Lạt 4 sao. Đà Lạt tại trung tâm thành phố, cách chợ Đà Lạt 100m đi bộ ra. Ở Đà Lạt thì tối mình đi xuôi sẽ vua làng Lan Bi Ăn gì đó, Cù Lòn. À, vua làng Cù Lòn. Mình xem các đồng bào nhảy nhót đồ cồng chiêng rồi nha mọi người. Rồi mình sẽ tối về sẽ mình sẽ ăn lẩu bò ba tô. À, sau đó mình nghỉ ngơi. Đó, chương trình là như vậy, mình đang ở trong khu cồng chiêng. Rồi, buổi sáng, sáng ngày mai ngủ dậy mình đi vua khách sạn Edency Spa Resort mình ở, đổi điểm mình ở. Trong đây mình được câu cá. À, mình khó cái môn này. À, mình câu cá ở dưới hồ Tiền Long. À, đây, buổi sáng thì có buffet ăn sáng, nó uống cà phê cũng mát mẻ. Thì mình bắt con gái hung 50 cái để đi lấy đồ gì ở ngoài xe nè mọi người nè. Rồi mình tiến về Sài Gòn, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.